Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Pickleball và khai mạc giải vô địch Pickleball lần thứ nhất chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3. Câu lạc bộ Pickleball Sở Thông tin và Truyền thông thành lập trên tinh thần tự nguyện, tập hợp những người yêu thích và có nguyện vọng tập luyện. Bước đầu thành lập, câu lạc bộ đã thu hút hơn 40 thành viên tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Việc ra mắt câu lạc bộ Pickleball của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh góp phần đa dạng môn thể thao, tạo sân chơi, rèn luyện sức khỏe, đồng thời là tiền đề quan trọng để đưa môn thể thao mới mẻ này phổ biến ở Lào Cai trong thời gian tới. Ngay sau khi ra mắt, câu lạc bộ Pickleball Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tổ chức giải vô địch Pickleball lần thứ nhất với các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ phối hợp, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đơn vị.